Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy đến với phần bài tập ở trong cuốn ôn hè toán 2. Chúng ta vào phần B lớn luyện tập. Chuyên đề 1: đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1.000. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: số gồm 500, 30 và 7 đơn vị viết là. Đó chính là số 537. Chúng ta chọn đáp án A. Tiếp theo, câu 2 này, số gồm 900 và 5 đơn vị viết là, kèm lưu ý nhé. Ở đây chúng ta có số 100 này. Số 100 ở đây là bằng 9. Số chục, đề bài không cho ông ta thì mình sẽ ngầm hiểu số chục là bằng 0 và số đơn vị thì bằng 5. Như vậy ta được số đó là số 905. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Số 541 đọc là gì? Số có 3 hệ số thì chúng ta sẽ tách cho thầy này, số trăm là 5 đúng không, thì mình sẽ đọc là 500, và mình cái số chục với số đơn vị mình sẽ đọc như là đọc với số có 2 chữ số ấy, đúng không em? Đó là số 541, thì mình sẽ chọn cho thầy đó là đáp án B. Câu trắc nghiệm 4, số gồm 200 và 3 đơn vị đọc là. Thế bây giờ số này thì số trăm là 2 này, số chục không nhắc đến, tức là số chục bằng 0, số đơn vị là 3, số này đọc là 203. Chúng ta chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Số liền trước của số 150 là. Muốn tìm số liền trước, ta lấy số đã cho, chúng ta trừ đi 1, ta sẽ được số 149. Chúng ta chọn đáp án C. Câu trắc nghiệm 6. Số liền trước của số 300 là. Đó chính là ta lấy 300 trừ đi 1, đúng không? Ta được số 299, đáp án A. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 7. Số liền sau của số 789 là số nào? Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó cộng thêm một đơn vị, đúng không? 789 khi cộng 1 ta sẽ được 790. Như vậy câu 7 là đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 8. 653 lớn hơn số nào trong các số dưới đây? Thế thì trong các số này đều là số có 3 chữ số, thì khi so sánh thì mình sẽ so sánh dựa vào cấu tạo số. Mình sẽ so sánh lần lượt đó là số trăm đến số chục và so sánh đến số đơn vị sau nhé. Số trăm ở đây 6 này. So sánh ta thấy số trăm nó lớn hơn số trăm là 5 rồi. Như vậy số 653 lớn hơn số 599. Như vậy câu số 8 này mình sẽ chọn luôn được là đáp án B. Tiếp theo là câu 9. Trong các số 72, 54, 78, 32 số nhỏ nhất là. Mình dựa vào kiến thức so sánh số, chúng ta sẽ so sánh chữ số chục trước. Số chục là 7 này, số chục là 5, số chục là 7 với số chục là 3. Ta thấy số chục là 3 nhỏ nhất. Như vậy số 32 sẽ là số nhỏ nhất ở trong các số này. Câu 9 đáp án D. Câu trắc nghiệm 10. Trong các số đã cho thì số lớn nhất là. Đây đều là các số có 3 chữ số, thì mình sẽ so sánh lần lượt, đó là so sánh chữ số trăm này, rồi so sánh đến số chục và so sánh đến số đơn vị nhé. Số trăm, 7 này, 8 này, 8 này, 7 thì số trăm là 8 lớn hơn. Chúng ta sẽ so sánh hai cái số 815 với số 802 này nhé. Số trăm bằng nhau rồi, so sánh đến số chục. Số chục là 1, lớn hơn số chục là 0. Như vậy cái số 815 này thì nó sẽ là số lớn nhất. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án B ở câu 10 này. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 11. Cho dãy số sau các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là. Để chúng ta sẽ nhìn xem quy luật là gì nhé. 200, 210, 220, 3 số tiếp theo này, rồi đến 260, 270, 280, 290. Ta thấy rằng các số này được xếp theo đó là số tròn trục tăng dần, đúng không? 220 rồi đến 230, rồi đến 240 và 250. Đáp án C, kèm ạ. Câu trắc nghiệm 12. Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là. Bây giờ các số này đều có 3 chữ số, thì mình sẽ dựa vào kiến thức so sánh số. Chúng ta sẽ so sánh số trăm trước. 6 này, 5 này, 3, 7. Số trăm lớn nhất đó là số trăm là 7. Như vậy số 776 sẽ là số lớn nhất, đúng không? Số 776 mình có thể viết ra nháp. Rồi đến số trăm là 6, 602. Rồi đến 515. Và bé nhất sẽ là 395. Và chúng ta sẽ xem đáp án nhé. Đáp án ở đây là đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 13. Từ 100 đến 1.000 có tất cả bao nhiêu số tròn trăm? Thì bây giờ mình sẽ cẩn thận mình viết ra nháp nào.
Chúng mình có 100, 200, 300, 400, 500 này, 600, 700, 800, 900 và 1000. Đây là những số tròn trăm. Vậy ta đếm xem có bao nhiêu số nào. 1 số, 2 số, 3 số, 4 số, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta có 10 số tròn trăm. Lưu ý nhé, 1000 cũng là số tròn trăm các bạn. Vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy là tất cả là có 10 số. Như vậy, câu 13 chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 14. Từ 500 đến 600 có tất cả bao nhiêu số tròn trục? Ở đây chúng ta sẽ cùng liệt kê ra nhé. Chúng ta có 500 này, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570 và gì nữa nhỉ? À và 600. Chúng ta đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 số tròn trục các bạn. Như vậy câu 14 này chúng ta chọn đáp án là C. Các em lưu ý thầy nhé, 500 với lại 600 cũng là số tròn trục. Chúng ta chỉ cần biết số tròn trục là số đơn vị bằng 0 thôi, đúng không các em? Đó là những số tròn trục. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 15. Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lập được từ 3 số 7, 2, 5? Nhớ thầy là số có hai chữ số khác nhau. Thì ở đây chúng ta dựa vào phần cấu tạo số nhé. Số có hai chữ số thì bao gồm là gì nhỉ? À, bao gồm là số trục và số đơn vị. Số trục ở đây có thể là 7 đúng không? Thì số đơn vị ở đây có thể là 2. Số trục là 7, số đơn vị có thể là 5. Đúng chưa các em? À, tương tự như vậy, số trục là 5 thì số đơn vị là 2. Vẫn số trục là 5, số đơn vị có thể là 7. Nhớ cho thầy là hai chữ số khác nhau. Tương tự, số trục có thể là 2 thì số đơn vị là 5. Và số trục là 2, số đơn vị là 7. Như vậy chúng ta có tất cả mấy số nhỉ các em nhỉ? À, một số này. Tương tự, chúng ta có 2 số này, 3 số này, 4 số này, 5 số này. Chúng ta có 6 số như vậy. Câu 15 chúng ta chọn đáp án C nhé. Có 6 số chúng ta lập được. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 16. Mẹ An hái một số bông hoa trong vườn mang ra chợ bán. Mẹ bó thành 15 bó hoa. Mỗi bó hoa có một chục bông hoa. Số bông hoa mẹ An mang ra chợ bán là... À, mình tư duy như sau. Cứ mỗi bó hoa là một chục bông hoa, như vậy 15 bó hoa thì mình sẽ hiểu đó là 15 chục bông hoa. Các em đồng ý chưa nào? Mà 15 chục chúng ta hiểu là gì nhỉ? 15 chục chính là 150 bông hoa. Như vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy là đáp án D ở trong câu 16 này. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 17. Cửa hàng nhập về 8 thùng cam, mỗi thùng cam có 100 quả. Vậy số quả cam cửa hàng đã nhập về là... Ở đây chúng ta hiểu cho thầy là 100 quả cam thì mình có thể viết là bằng 100 như thế này. Các em đồng ý chưa? 100 quả cam. Ta biết rằng là mỗi thùng có 100 quả cam đúng không? Như vậy là 8 thùng. Vậy mình sẽ hiểu 8 thùng là gì nhỉ? À, 8 thùng sẽ có 800 quả cam. Các em đồng ý chưa? 800 quả cam thì tương ứng sẽ là gì? À, sẽ là 800 như thế này. Như vậy chúng ta chọn được đáp án nữa thầy là đáp án C ở câu trắc nghiệm 17 này. Thầy cho mình đã làm xong phần trắc nghiệm của chuyên đề số 1 rồi các em ạ. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận của chuyên đề số 1, bài 1 điền số tích hợp này. Chúng ta dựa vào cái phần hình ảnh minh họa này, chúng ta sẽ viết các số tương ứng nhé. Ở trong cái số thứ nhất này chúng ta thấy rằng có mấy trăm nhỉ? 100, 200, 300, 400. Đúng không các em? 400 này. Có mấy chục nào? Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. Không có đơn vị, tức là mình sẽ có số 450. Đúng không các em?
Tương tự như vậy, ở đây là 100, 200, chúng ta sẽ viết số 2 luôn nhé. Mấy chục nào? 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục. Mấy đơn vị em đếm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta được số 246. Tương tự nào? Ở đây ta có 100, 200, 300, ta viết luôn số 3 này. Số chục này, 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, ta viết luôn số 4. Đơn vị này, 1, 2, 3, 4, 5, ta viết số 5 ở đây. Ta được số 345. Tương tự nào, chúng ta có hình ảnh phía dưới. Ở đây ta đếm có mấy trăm nhé? 100, 200, 300, 400. Mấy chục các em nhỉ? 1 chục, 2 chục. Mấy đơn vị ta đếm nhé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta viết số 7. Như vậy ta được số 427 các em ạ. Tiếp đến nào, chúng ta có mấy trăm đây? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Chúng ta không thấy chục đúng không? Mình sẽ viết luôn số 0. Mấy đơn vị nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đơn vị. Như vậy ta được số 608. Tiếp theo chúng ta có 100. Mấy chục chúng ta đếm nhé. 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục. Ta đếm đơn vị nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đơn vị. Như vậy ta được số 167. Thầy cho mình đã xong bài tự luận 1 rồi các em ạ. Tiếp theo bài số 2, điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta lại tư duy liên quan đến phần cấu tạo số, viết số và phần đọc số nhé. Số gồm có 260 và 5 đơn vị. Viết là gì nhỉ? À, số trăm viết trước, rồi đến số chục, rồi đến số đơn vị. Số này đọc là gì? À, chúng ta đọc số trăm trước. Đây là số 2 đúng không? Sẽ là 200. Và hai số đằng sau chúng ta đọc tương tự như số của hai chữ số đây em, ta đọc là 65 đúng không? Như vậy ghép lại ta sẽ được là 265. Tiếp đến số này là số có ba hệ số, số đứng đầu sẽ là số trăm, ta có 900, không chục và một đơn vị. Mình sẽ đọc số này có số chục bằng 0, em lưu ý nhé. Lưu ý cho thầy này. Số trăm là 9, mình sẽ đọc số trăm trước, đó là 900. Và khi số chục bằng 0 ta sẽ luôn đọc là linh nhé. Và số đơn vị là 1, mình sẽ đọc là 1. Như vậy ta sẽ được số 901. Tiếp theo số trăm là 7. Số chục là 4, số đơn vị là 8. Mình đọc số trăm trước, số trăm là 7, mình sẽ đọc là 700. Tiếp theo số chục với số đơn vị thì mình đọc tương tự như số có hai chữ số ấy, đó là 48. Mình ghép lại ta sẽ được 748. Tiếp đến ta có số trăm là 4 viết trước này, số chục là 2, số đơn vị là 1. Bây giờ số trăm mình đọc trước, số 4 đúng không? Ta đọc là 400. Tiếp theo là số chục với số đơn vị mình đọc tương tự như số có hai chữ số, đó là 21. Ta ghép lại ta sẽ được 421. Tiếp đến là chúng ta có số 505 đấy các em ạ. Số này là số trăm viết trước, đó là số 5. Không chục và 5 đơn vị. Ta đọc là số trăm là 5, ta đọc là 500. Và tiếp tục là số chục là 0, ta luôn đọc là linh. Và khi số chục là 0 thì số đơn vị ở đây là 5, ta sẽ đọc là 5. Ta được là 405. Tiếp đến nào, 654 thì cẩn thận em có thể tách ra, tách số trăm ra, nó chính là 600. Đó, 600, số 6 trước này. 54 thì đây chính là số có hai chữ số bình thường đúng không? 54 nó sẽ là, ta viết là 5 này, 4 này, 654 đây các em. Số trăm là 6, số chục là 5, số đơn vị là 4. Như vậy, thầy trò mình đã xong bài tự luận 2 rồi. Tiếp theo thầy cho chúng ta đến với bài tự luận 3 ở trong chuyên đề số 1, điền số thích hợp. Các em hoàn thành các số điền vào đây để phù hợp với cái tia số này nhé. Ta thấy này, hai cái số đứng cạnh nhau ở đây, cái tia số thứ nhất này, nó sẽ hơn kém nhau một đơn vị, đúng không các em? Hay là cái số đứng sau nó chính là số liền sau của số đứng trước, đúng không? 300 thêm 1 được 301, 301 thêm 1 được 302, tương tự ta được 303. Đây sẽ là 304, 305 và đây là 306, đúng không các em? Nào chúng ta tiếp tục này, 307 này, 308, 309 và 310. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong tia số thứ nhất. Tia số tiếp theo chúng ta nhìn xem có quy luật gì không nhỉ? À, cũng là hơn kém nhau một đơn vị đúng không? Số đứng trước cộng với 1 ta sẽ được số liền sau, đúng không các em? Ta sẽ được số 671 ở đây. 672 tương tự đây là 673, đây sẽ là 674, 675 và đây là 676, 677, 678, đây là 679. Kém cộng thêm 1 là được đúng không em? Cộng thêm 1 được 600,
680 và đây sẽ là 681. Ta hoàn thành xong dãy số này rồi. Tiếp theo cái tia số này nè, 784 ta lại thấy rằng thêm 1 được 785, rồi 785 thêm 1 được 786. Ta đã nhìn ra quy luật rồi đúng không? 785, 786 này. Tiếp đến cộng thêm 1 ta được 787. 787 cộng thêm 1 ta sẽ được 788, đúng không các em? 789 tiếp theo này, rồi 790, rồi đến 791, 792, rồi đến 793. Hãy cứ viết các số liền sau là được. 794 và 795. Rồi chúng ta đến với cái tia số cuối cùng, 178, 179 và đến 180. Hãy tư duy đến số liền sau là xong đúng không các em? 181 là tiếp theo này, rồi đến 182, rồi đến 183, 184, rồi đến 185 và đây sẽ là 186. Tiếp theo số liền sau 186 là 187 này, rồi cộng thêm 1 ta sẽ được 188 và số cuối cùng sẽ là 189. Như vậy thầy trò mình đã xong bài tự luận số 3. Tiếp đến thầy trò mình sẽ đến với bài tự luận 4 ở trong chuyên đề số 1 này, điền vào chỗ trống. Ở đây trong bài này thì chúng ta rèn luyện tư duy về cấu tạo số thôi. Nào về các số ở đây chúng ta đều thấy rằng có chữ số trăm đúng không? Tức là số có 3 chữ số rồi. Vậy mình sẽ tư duy nhanh cho thầy, viết cho thầy ra nháp số trăm này, rồi đến số chục này và số đơn vị viết sau cùng. Số trăm viết trước nhá. Số trăm viết trước đây 400 ta viết số 4 này. Số chục là 7 này. Số đơn vị là 9, ta sẽ được số 479 các em ạ. Đó, cứ tương tự như vậy. Tiếp theo, số trăm là 7 nhá. Số trăm là 7, thầy viết tiếp ở đây này. Số chục không có, không nhắc đến, tức là số chục bằng 0 các em ạ. Số đơn vị là 5, ta sẽ được số 705. Tiếp đến nào, số trăm là 2, số chục là 2 và số đơn vị là 1 đấy. Mình sẽ được số 221. Tiếp đến, số trăm là 5, số chục là 8, số đơn vị không nhắc đến, tức là mình hiểu là đơn vị là 0, ta sẽ được số 580. Tiếp theo số trăm là 2, số chục là 3 và số đơn vị là 7 nhé. Số trăm là 2, số chục là 3, số đơn vị là 7, ta sẽ được số 237 các em ạ. Tiếp đến nào, số trăm là 1, số chục không nhắc đến, tức là số chục mình hiểu là 0, đúng không các em? Số chục là 0, số đơn vị là 7, ta sẽ được số đó là 107 các em ạ. Và cuối cùng số trăm là 4, số chục là 8 và số đơn vị là 3, mình sẽ được số 483, ta sẽ điền vào đây. À, như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 4 rồi các em ạ. Các em thân mến, thầy trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 5 ở trong chuyên đề 1 các em nhé. À, điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng và những ô trống này. Trong bài này chúng ta dùng kiến thức so sánh số thôi. Các số ở trong bài này chúng ta thấy rằng là đều là số có 3 chữ số cả, đúng không? Cho nên là mình sẽ so sánh lần lượt theo chiều từ trái sang phải. Tức là mình sẽ so sánh số trăm trước. Nếu số trăm bằng nhau thì chúng ta sẽ so sánh đến số chục. Nhớ thầy nhé, so sánh số trăm trước này. Nếu số trăm bằng nhau thì mình sẽ so sánh tiếp đến số chục. So sánh số chục. Nếu mà số chục bằng nhau thì mình sẽ so sánh tiếp đến số đơn vị. Và nếu mà số đơn vị vẫn bằng nhau thì chúng ta sẽ kết luận đó là hai số đó bằng nhau. Được chưa nào các em? Số 129 và số 307 thì ta thấy rằng số trăm là 1 bé hơn số trăm là 3. Như vậy mình sẽ kết luận là 129 này sẽ bé hơn 307 nhé. Hàng tiếp theo nào, số tiếp theo chúng ta có 619 với 632. Ở đây thì mình thấy rằng là số trăm là 6 đều bằng nhau. Bây giờ đến số chục. Số chục là 1 bé hơn số chục là 3. Như vậy số 619 sẽ bé hơn số 632. Tiếp đến 943 với 943 thì ta thấy số trăm đều bằng 9 này. So sánh tiếp đến số chục. Số chục đều bằng 4 bằng nhau. Tiếp tục là số đơn vị bằng 3 đều bằng nhau. Số trăm bằng nhau, số chục bằng nhau, số đơn vị cũng bằng nhau. Vậy mình kết luận đó là hai số này bằng nhau. Tiếp theo số 439 với lại 431, số trăm đều bằng 4 này, số chục đều bằng 3, số đơn vị là 9 lớn hơn số đơn vị là 1, cho nên số 439 sẽ lớn hơn số 431. Tiếp theo số 585 và số 215, số trăm là 5 lớn hơn số trăm là 2, như vậy mình kết luận
585 sẽ lớn hơn 215. Tiếp đến 756 với lại 721, số trăm đi bằng 7 rồi, bằng nhau. So sánh tiếp đến số chục. Số chục là 5, lớn hơn số chục là 2. Như vậy 756 lớn hơn 721. Tiếp đến 120 với 120 thì chúng ta nhìn thấy ngay bằng nhau rồi đúng không? Số trăm bằng 1 rồi, bằng nhau. Số chục để bằng 2, bằng nhau. Số đơn vị để bằng 0, bằng nhau. Tiếp đến 883 với 886, số trăm đều bằng 8. So sánh tiếp đến số chục, số chục 8 đều bằng 8. Số đơn vị là 3 bé hơn 6, cho nên là 883 sẽ bé hơn 886. Tiếp theo 159 và 457, số trăm là 1 bé hơn số trăm là 4. Như vậy 159 sẽ bé hơn 457. Tiếp đến nào, 119 với 132, số trăm đều là 1 bằng nhau. Tiếp theo số chục là 1 bé hơn số chục là 3. Như vậy 119 sẽ bé hơn 132. Tiếp đến 263 thì số trăm là bằng 2, lớn hơn số trăm là bằng 1 ở đây. Như vậy số 263 sẽ lớn hơn số 195. Tiếp theo số 709 với lại 739, số trăm đều bằng 7, bằng nhau. So sánh tiếp đến số chục, số chục là 0 bé hơn số chục là 3. Như vậy 709 sẽ bé hơn 739. Tiếp theo là 382 với lại 482, số trăm là 3 bé hơn số trăm là 4. Như vậy số 382 sẽ bé hơn 482. Tiếp theo 556 và 521, số trăm đều bằng 5, số chục là 5 lớn hơn 2. Như vậy 556 sẽ lớn hơn 521. Tiếp đến 540 và 547, số trăm đều bằng 5, số chục thì bằng 4. Số đơn vị 0 bé hơn 7, cho nên số 540 sẽ bé hơn số 547. Tiếp theo số 185 và số 285, số trăm là 1 bé hơn số trăm là 2. Như vậy số 185 sẽ bé hơn số 285. Chúng ta cùng tiếp tục với bài số 5. So sánh nè, 329 với 507, số trăm là 3 bé hơn số trăm là 5. Như vậy số 329 sẽ bé hơn số 507. Tiếp theo số 234 và số 352, số trăm là 2 bé hơn số trăm là 3. Như vậy 234 sẽ bé hơn 352. Tiếp đến số 278 với lại số 243, số trăm đều bằng 2. So sánh tiếp đến số chục, số chục là 7 lớn hơn số chục là 4, nên số 278 này sẽ lớn hơn số 243. Tiếp theo số trăm là 3 bé hơn số trăm là 5, cho nên số 339 này sẽ bé hơn số 532. Và đến so sánh cuối cùng nào các em, các so sánh cuối cùng là số 789 với lại số 215, số trăm là 7 lớn hơn số trăm là 2. Như vậy số 789 sẽ lớn hơn số 215. Tiếp theo số trăm là 7 lớn hơn số trăm là 4 đúng không? Cho nên số 761 sẽ lớn hơn số 499. Tiếp theo 780 với lại 320 này, số trăm là 7 lớn hơn số trăm là 3. Như vậy số 780 sẽ lớn hơn số 320. Tiếp tục cuối cùng nào, số trăm là 7 lớn hơn số trăm là 5, cho nên số 713 sẽ lớn hơn số 583. Vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 5 rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta đến với bài tự luận 6 ở trong chuyên đề 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Các em nhớ nhé, ở đây là đề bài yêu cầu chúng mình sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là số nào bé nhất thì mình sẽ đặt ở đầu tiên. Chúng ta thấy rằng các số này đều có 3 chữ số thì mình sẽ dựa vào các so sánh số trăm trước nhé. Số trăm đây là 1 này, số trăm đây là 3, số trăm là 3 và số trăm là 2. Vậy số trăm là 1 bé nhất rồi đúng không các em? Như vậy số chúng ta viết đầu tiên đó là 138. Đến tiếp theo là số 265. Còn hai số 321 và 350 thì số trăm đều bằng 3. So sánh tiếp, số chục là 2 bé hơn số chục là 5. Như vậy tiếp theo ta sẽ điền số 321 và lớn nhất sẽ là số 350. Tiếp tục nào, mình lại gạch chân số trăm. Số trăm là 8 này, số trăm là 7, số trăm là 3 với số trăm là 7 thì số trăm là 3 ở đây sẽ là bé nhất. Số 388 mình viết trước này. Tiếp đến hai cái số 784 và 736 có số trăm là 7 rồi. So sánh tiếp này, số chục là 8 lớn hơn số chục là 3. Như vậy số 736 này sẽ bé hơn đúng không? Ta sẽ viết tiếp theo ở đây,
736. Các em đã hiểu cách làm chưa? Tiếp đến là 784. Và cuối cùng, số 870 sẽ là số lớn nhất ở trong cái dãy này. Chúng ta lại tiếp tục nhé. Chúng ta lại đánh dấu vào các số trăm là số trăm là 5, số trăm là 4, số trăm là 6, số trăm là 5. Thì số trăm là 4 bé nhất, ta sẽ điền số 455 ở đây. Đó. Tiếp theo, hai số 545 với lại 560, so sánh tiếp đến số chục nhé. Số chục là 4 bé hơn số chục là 6. Như vậy ta sẽ điền tiếp theo là số 545. Tiếp theo sẽ là số 560 và lớn nhất sẽ là số 608. Các số tiếp theo nào? Số trăm là 4 này, số trăm là 2, số trăm là 6 và số trăm là 3. Số trăm là 2 thì bé nhất rồi, ta sẽ điền số 284. Tiếp theo ta điền số 380. Tiếp đến là số 432 và 641. Tiếp tục chúng ta lại gạch chân vào chữ số trăm là 9, số trăm là 5, số trăm là 1 và số trăm là 5. Số trăm là 1 thì là bé nhất rồi, ta sẽ điền số 194. Tiếp theo hai số 578 với lại 571 thì số chục. Tiếp theo là số trăm bằng nhau rồi, so sánh số chục lại bằng nhau tiếp. Số đơn vị 8 lớn 1 đúng không? Cho nên ta sẽ điền tiếp theo là số 571. Và tiếp đến là 578 và lớn nhất sẽ là số 908. Đó. Tiếp tục chúng ta gạch chân vào nhé. Số trăm là 6 này, số trăm là 4, số trăm là 6 và số trăm là 7. Số trăm là 4 bé nhất, vậy ta sẽ điền số 427 này. Tiếp tục đến số trăm là 6, bé hơn số trăm là 7 đúng không? Hai cái số 664 với lại 614 này so sánh tiếp đến số chục là 6, lớn hơn số chục là 1 rồi. Như vậy tiếp theo ta sẽ điền số 614 và đến 664 và lớn nhất ở đây sẽ là số 731. Chúng ta cùng sắp xếp số tiếp ở bài số 6 nhé. Chúng ta lại gạch chân vào số trăm là 2, số trăm là 3, số trăm là 1 và số trăm là 1 này. À, các số trăm là 1 bé hơn rồi. Thì hai số này so sánh tiếp đến số chục là 9 với số chục là 5, số chục là 5 bé hơn, như vậy ta sẽ điền số 154. Số đến 194. Và tiếp theo là số 210. Và lớn nhất sẽ là số 334 ở đây. Cuối cùng nè, mình gạch chân. Số trăm là 8, số trăm là 5, số trăm là 6 và số trăm là 5. Thì số trăm là 5 thì bé hơn cả đúng không? Thầy cho mình so sánh tiếp đến số chục. Số chục hai số này bằng 6 này, bằng nhau so sánh tiếp. Số vị là 6, lớn hơn số vị là 2. Như vậy số 562 sẽ là số bé nhất ở trong cái dãy này. Rồi sẽ đến 566 và tiếp theo là 680. Và lớn nhất trong dãy này là 847. Như vậy thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 6 rồi các bạn. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 7 ở trong chuyên đề 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em lưu ý nhé. Ở trong bài 7 này nó là sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy số nào lớn nhất thì mình sẽ đặt đầu tiên nhé. Ta thấy rằng các số ở đây đều là số có 3 chữ số rồi. Thì mình sẽ lần lượt so sánh thôi. So sánh từ chữ số hàng trăm. Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau thì so sánh tiếp đến số chục. Số chục bằng nhau thì so sánh tiếp đến số đơn vị. Mình gạch chân nhé. Số trăm là 3 này, số trăm là 3, số trăm là 3 và số trăm là 2. Ta đang cần tìm số lớn nhất đúng không? Vậy số trăm là 3 lớn hơn cả. Vậy mình sẽ so sánh tiếp đến số chục. Số chục là 2, số chục là 1 và số chục là 6. Thì số chục là 6 lớn hơn. Như vậy chúng ta sẽ điền số 365. Chúng ta sẽ viết ở đầu tiên. Tiếp theo đến số chục là 2 lớn hơn số chục là 1, ta sẽ viết 326. Tiếp đến là 319 và bé nhất là số 277. Tiếp đến nào, mình lại gạch chân nhé. Số trăm là 5 này, số trăm là 6, số trăm là 6, số trăm là 4. Số trăm là 6 lớn hơn cả rồi. Hai số ở giữa này thì số trăm đều bằng 6 lớn hơn rồi. So sánh tiếp số chục. Số chục là 3 lớn hơn số chục là 2. Như vậy số 630 sẽ là số lớn nhất. Tiếp đến là 623. Rồi đến 578 và bé nhất là 496. Tiếp theo ta lại gạch chân. Số trăm là 8 này, số trăm là 7, số trăm là 8 và số trăm là 7. Số trăm là 8 lớn hơn. Đến số trăm hai số này là 8 bằng nhau rồi, mình sẽ so sánh tiếp đến số chục. Số chục là 4 lớn hơn số chục là 0. Như vậy 847 ta sẽ điền đầu tiên. Rồi đến 808. Hai số 799 với 768, số trăm đều bằng 7 rồi, so sánh tiếp đến số chục. Số chục là 9 lớn hơn, như vậy ta sẽ điền tiếp theo
799 và số cuối cùng 768. Tiếp tục, số trăm là 4 này, số trăm là 5, số trăm là 4, số trăm là 7. Số trăm là 7 thì lớn nhất ta điền 700. Tiếp theo đến số trăm là 5, 538. Hai số 466 với 492, số trăm bằng nhau rồi, so sánh tiếp số trục 6 với số trục là 9. Như vậy số trục là 9 thì lớn hơn, ta sẽ điền số 492. Và bé nhất ở đây là 466. Mình đến phần sắp xếp tiếp theo. Ta lại gạch chân nhé. Số trăm là 9 này, gạch chân này, các số trăm. Thì số trăm là 9 lớn hơn cả rồi. So sánh tiếp hai cái số ở đứng ở đầu, số ở cuối này này. Đến số trục là 4 bé hơn số trục là 6. Như vậy số 969 sẽ tiền đầu tiên. Rồi đến 949. Rồi tiếp theo là 885. Và số đứng ở cuối dãy này sẽ là 785. Tiếp theo nào, chúng ta gạch chân vào các số trăm nhé. Thì số trăm là 7 là lớn nhất rồi, ta điền 770. Tiếp đến 558, 468 và 353. Nào chúng ta cùng tiếp tục nào các em. Chúng ta gạch chân vào các số trăm. Ta thấy số trăm là 8 lớn nhất, ta sẽ điền ở đây 817 này. Tiếp theo là 739. Hai số này là 470, 407 này. Số trăm bằng nhau rồi, so sánh tiếp đến số trục. Số trục là 7 lớn hơn số trục là 0. Như vậy ta điền 470 vào đây. Và cuối cùng sẽ là 407. À, sắp xếp cuối cùng nào các em. Số trăm mình gạch chân nhé. Ta thấy số trăm lớn nhất là số trăm là 4, vậy ta điền 473. Tiếp theo là 307. Tiếp theo là 284 và cuối cùng là số 182. Vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 7 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 8 ở trong chuyên đề 1 các em nhé. Điền số thích hợp vào chỗ trống và chúng ta cùng trả lời các ý này. Số lớn nhất có 2 chữ số là, à đây chúng ta viết lại cấu tạo số. Với số có 2 chữ số thì mình sẽ có số gì các em nhỉ? À mình sẽ có số trục và số đơn vị. Để nó là số lớn nhất đúng không, thì số trục sẽ cũng phải là lớn nhất. Số trục lớn nhất là 9, số đơn vị là lớn nhất cũng sẽ là 9, ta sẽ được số 99. Đó, tương tự như vậy này, số nhỏ nhất có 2 chữ số thì số trục là 1 này. Số trục nó không thể là 0 được nhé các em nhé, số trục phải là 1 và số đơn vị nhỏ nhất là 0, vậy ta được số 10. Ý tiếp theo, số lớn nhất có 3 chữ số là, thì bây giờ mình sẽ lại viết phần cấu tạo số ra. Số có 3 chữ số bao gồm là số trăm, số trục và số đơn vị các em ạ. Bây giờ mình sẽ điền này. Số lớn nhất thì số trăm lớn nhất là 9, số trục lớn nhất là 9, số đơn vị lớn nhất là 9. Như vậy ta sẽ được số nào nhỉ các em nhỉ? Ta sẽ được số 999, chúng ta điền vào đây. Tiếp theo, số nhỏ nhất có 3 chữ số, vậy thì số nhỏ nhất thì số trăm nhỏ nhất sẽ là 1 đúng không? Số trục nhỏ nhất là 0, số đơn vị nhỏ nhất là 0. Như vậy ta sẽ được số 100 các em ạ. Đấy, ta sẽ điền vào đây. Yêu cầu tiếp theo, số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, các em sẽ hết sức lưu ý nhé. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, thế thì số trục lớn nhất sẽ là số mấy các em nhỉ? À số trục lớn nhất, chúng ta sẽ viết theo chiều từ trái sang phải nhé. Số trục chúng ta tìm số trục trước. Số trục lớn nhất là số 9 này. Số đơn vị lớn nhất mà lại phải khác số 9, nó phải là số 8. Như vậy ta được số 98. Đó, các em cứ làm như vậy. Chúng ta viết số là từ trái sang phải mà đúng không? Từ hàng lớn về hàng bé các em ạ. Tiếp theo là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ viết này, số trăm này, số trục này, số đơn vị này. Số lớn nhất thì ta sẽ tìm số trăm trước. Số trăm lớn nhất là 9. Số trục lớn nhất mà phải là khác số 9, nó phải là số 8 đúng không? Tiếp theo số đơn vị là lớn nhất mà lại phải khác số 9, khác số 8, nó phải là số 7. Các em đã hiểu chưa? Ta sẽ được số 987. Ta điền vào đây. Tiếp đến là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. À ở đây thì số trục nhỏ nhất là mấy nhỉ? Số trục nhỏ nhất là 1. Vậy thì số đơn vị nhỏ nhất mà bằng nhau thì bằng số 1, đây chính là số 11. Ta điền vào đây, số 11. Tiếp theo, số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Thì ở đây số nhỏ nhất là hàng trăm, chỉ có thể là số 1 thôi. Số trục nhỏ nhất khác 1 đó chính là số 0. Số đơn vị nhỏ nhất mà khác 0 khác 1 nó chính là số 2. Như vậy ta sẽ được số 102. Ta điền vào đây các em nhé.
Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau chính là số 102. Tiếp theo là các em. Số tròn trục nhỏ nhất có 3 chữ số là, có 3 chữ số thì bao gồm là số trăm, số trục, số đơn vị, đúng không các em? Nó là số nhỏ nhất rồi, vậy thì số trăm nó phải là số 1 này. Số tròn trục thì số đơn vị phải là số 0 này, đúng không nào? Và đề bài không yêu cầu chúng ta là có phải khác nhau hay không, đúng không? Vậy thì cái số trục cũng là 0, chúng ta sẽ ghi là số 100. 100 là số tròn trục nhỏ nhất có 3 chữ số. Tiếp theo, số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số. Có 3 chữ số thì chúng ta sẽ có số trăm, đúng không? Lớn nhất, số trăm lớn nhất là 9 này. Đã là số tròn trục thì số đơn vị phải là 0. Tiếp theo, số trục cũng phải là lớn nhất, ta được số 9. Như vậy ta sẽ được số 990 là số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số. Tiếp đến là từ 100 đến 1000 có tất cả bao nhiêu số tròn trăm, đó là các số. Thì bây giờ chúng ta liệt kê trước, sau đó mình sẽ đi đếm nhé. Liệt kê trước em ạ. Thầy cho mình có 100 này, 200 này, 300. Đấy, cứ như vậy. Các em lưu ý cho thầy là số tròn trăm là số đơn vị với số trục đều bằng 0 các bạn. Chúng ta cứ viết tăng dần lên thôi. Rồi đến 1000 tức là mình tính cả số 1000 nữa, vẫn là số tròn trăm. Bởi vì đơn giản hai chữ số tận cùng ở ngoài cùng này, số đơn vị số trục bằng 0 rồi, nó cũng là số tròn trăm mà. Đây ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy từ 100 đến 1000 có tất cả là 10 số tròn trăm. Và đó là các số mà chúng ta vừa mới liệt kê xong. Nào, cuối cùng, từ 800 đến 900 có tất cả bao nhiêu số tròn trục, đó là các số. Thì bây giờ thầy cho mình liệt kê trước, sau đó mình đếm sau. Ta có 800 này. Số tròn trục mình hiểu cho thầy là số đơn vị bằng 0 thôi nhé. 800 rồi đến gì? 810. Cứ tương tự như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 số tròn trục em ạ. Đó, chúng ta điền vào đây. Từ 800 đến 900 có tất cả 11 số tròn trục, đó là các số mà thầy cho mình vừa liệt kê xong. Như vậy, chúng ta đã làm xong bài tự luận 8 rồi em ạ. Tiếp theo, thầy cho chúng ta đến với bài tự luận 9. Viết các số có 3 chữ số lập được từ 3 thẻ số dưới đây. À, đây là các thẻ số mà đề bài yêu cầu chúng ta. Với các thẻ số này 2, 9, 8 thì mình sẽ lập được những số có 3 chữ số nào. Thì đề bài đang yêu cầu thầy trò chúng ta là lập các số có 3 chữ số. Thì bây giờ theo thầy là các bạn nên viết cấu tạo số ra. Cấu tạo số đó là số trăm này, số chục này và số đơn vị. Đó, bây giờ số trăm có thể là gì nhỉ? À, có thể là 2. Ở đây số trục ở đây có thể là 9 này, số đơn vị là 8. Đấy, có cả 3 thẻ số này rồi đúng không em? Đấy, tương tự như vậy, số trăm là 2, mình sẽ đổi chỗ vị trí số trục của số đơn vị đi nào. 8, 9, các em đã hiểu chưa nào? Tiếp theo, số trăm mình cho là 9 nào? Thì số trục ở đây mình cho là 2, thì số đơn vị là 8. Sau đó mình lại đổi chỗ vị trí, số trăm vẫn là 9, số trục mình để là 8, thì số đơn vị là 2. Tiếp tục bây giờ mình sẽ để số trăm là 8 đúng không kia? Số trăm là 8 này. Thì số trục mình để là 2 và số đơn vị là 9. À, bây giờ vẫn số trăm là 8, mình đổi vị trí số trục số đơn vị, ta sẽ có số trục là 9, số đơn vị là 2. Hết rồi, như vậy chúng ta có tất cả là 6 số có 3 chữ số lập được từ cả 3 thẻ số này. Ta sẽ đi viết vào trong phần trình bày nhé. Thầy cho mình có 298 này, 289 này, 928 này, 982, 829 và 892. Đó, tương tự như vậy với cái các thẻ số là thẻ số 1, thẻ số 0, thẻ số 7 nhé. Thì mình cũng sẽ viết lại cho thầy về phần cấu tạo số ra nào. Mình có số trăm này, số chục này và số đơn vị. Kèm lý thầy là cái số trăm đầu tiên nó không thể là số 0 được nhé, nó phải là khác không. Vậy ta điền ở đây nó là số 1 này, thì số trục ở đây có thể là 0, số đơn vị là 7 được này. Vẫn số trăm là 1, mình đổi vị trí này, số trục là 7, số đơn vị là 0. Và số trăm tiếp theo là có thể là 7 này, số trục là 0, số đơn vị là 1. Số trăm là 7, số trục là 1, số đơn vị là 0.
Như vậy hết rồi các em ạ, số trăm không thể là không được các em nhé. Với số có 3 chữ số thì số trăm phải khác không. Vậy chúng ta có tất cả là 4 số lập được, ta điền vào đây. 107, 170, 701 và 710. Tiếp theo với thẻ số 4, thẻ số 5, thẻ số 9 này, mình sẽ lại liệt kê ra cho thầy này. Số trăm mình cho là số 4 nhé. Số chục là 5, số đơn vị là 9. Sau đó mình vẫn để số trăm là 4, mình đổi vị trí. Số chục là 9 này, số đơn vị là 5. Đó. Tiếp tục. Mình cho số trăm là 9. À, số chục là 4 này. Số đơn vị là 5. Sau đó vẫn số trăm là 9. Số chục với vị số đơn vị đổi vị trí cho nhau. 5, 4 này này. Và cuối cùng ở đây chúng ta có tiếp theo số trăm thì mình để là số trăm là 5. Số chục là 4, số đơn vị là 9. Số trăm vẫn là 5, số chục với số đơn vị đổi vị trí 9, 4 này. Như vậy ta có tất cả là 6 số lập được từ cả 3 thẻ số này. Chúng ta sẽ điền vào đây nhé. 459 này. 495. 945. 954. 549 và 594. Tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự nhé. Thì ở đây với các thẻ số 308 này thì mình sẽ lập được cho thầy 4 số tương tự như cái trường hợp 3 thẻ số 107 đấy các em. Chúng ta lập được 4 số thôi. Bởi vì chúng ta xuất hiện số 0. Ta có 4 số, thầy có kết quả là 308 này. 380. Tiếp theo số trăm có thể là 8. Thì 803 và 830. Các thẻ số 610 thì chúng ta cũng sẽ chỉ lập được 4 số thôi. Số trăm là 6 thì mình sẽ có 2 số, đó là 601 và 610. Số trăm là 1 là 106 hoặc có thể là 160. Tiếp theo là cái trường hợp 3 thẻ số là 732 thì mình có thể làm tương tự như với trường hợp là 459 hoặc là 298 như thế này. Mình có 6 số các em ạ. Ta có 732 này. 723. 237. Ở đây dấu chấm phẩy nhé. Tiếp theo là 273. 327. Và cuối cùng là 372. Như vậy thầy trò mình đã xong bài tự luận 9 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 10 ở trong chuyên đề 1 các em nhé. Đó là số hỏi chấm này, điền số thích hợp. Ý A mình đọc kỹ cho thầy nhé. Hương đang nghĩ đến một số tròn trục có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là số liền sau của số nhỏ nhất có 1 chữ số. Chữ số hàng chục là số lớn nhất có 1 chữ số. Số Hương đang nghĩ đến là số nào? Bây giờ các em cứ bình tĩnh nhé. Chúng ta sẽ viết cho thầy về cấu tạo số của số có 3 chữ số đã. Mình có số trăm này, số chục này và số đơn vị. Rồi chúng ta cứ viết bình tĩnh này. Số tròn trục thì chắc chắn số đơn vị bằng 0 rồi các em ạ. Đó. Chữ số chục là số lớn nhất có 1 chữ số thì chắc chắn nó là số 9 rồi. Rồi, bây giờ vấn đề là số trăm. Chữ số hàng trăm là số liền sau của số nhỏ nhất có 1 chữ số. Vậy chúng ta tư duy số nào nhỉ? Chúng ta chú ý thầy. Đó là số nhỏ nhất có 1 chữ số. Nó là số mấy nhỉ? Nó là số 0. Như vậy số liền sau của số 0 sẽ là số 1, tức là số trăm ở trong cái số mà Hương đang nghĩ đến đó là số 1. Như vậy ta sẽ lập được số nào nhỉ? Số 190 chính là số mà bạn Hương đang nghĩ đến. Ta sẽ điền vào đây nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với ý B. Bình đang nghĩ đến số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15. Số Bình đang nghĩ đến là số nào? Và bây giờ chúng ta cũng sẽ viết cho thầy về phần cấu tạo số nào. Thì chúng mình có số trăm này, số chục này và số đơn vị này. Số trăm thì mình cứ cho là lớn nhất đi, bởi vì chúng ta đang nghĩ đến số lớn nhất. Số trăm chúng ta cho là 9 lớn nhất đi nhé. Số chục mình thử cho là cũng là số lớn nhất đi chẳng hạn. Thì số chục lớn nhất ở đây nó chúng ta cho là bằng 6. Tại sao? Bởi vì khi 9 cộng 6 là bằng 15 rồi và số đơn vị khi đó bằng 0. 9 cộng 6 cộng 0 thì sẽ bằng 15. Đây là số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 rồi các em ạ. Đó, mình sẽ ghi vào đây. Số Bình đang nghĩ đến là số 960. Như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 10 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 11 các em nhé. Đề bài như sau. Một số có 3 chữ số
có chữ số hàng trăm lớn hơn 1 này. Nếu chữ số hàng trăm của số đó tăng thêm 1 và chữ số hàng chục giảm đi 1 thì số đó, kem thêm dấu sắc nhé, thì số đó tăng thêm hay giảm đi bao nhiêu đơn vị? Ở đây kem lưu ý với thầy, chúng ta xét về cái yếu tố đầu tiên này. Nếu như chúng ta tăng chữ số hàng trăm thêm 1 thì khi đó cái số đó lại tăng thêm bao nhiêu nhỉ? À, nó tăng thêm là 100. Rồi, bây yếu tố tiếp theo, yếu tố thứ hai này. Chữ số hàng chục giảm đi 1 thì số đó nó sẽ giảm đi bao nhiêu nhỉ? À, nó sẽ giảm đi 10 đơn vị. Đó, cái yếu tố đầu tiên nhé. Chữ số hàng trăm mà tăng thêm 1 thì cái số đó sẽ tăng thêm 100 đơn vị này. Đồng thời này, nếu cùng lúc đó là chữ số hàng chục giảm đi 1 thì số đó sẽ giảm đi 10 đơn vị. Kém ạ. À, như vậy thì chúng ta có một cái tổng kết, đó là cái số đó nó lại tăng bao nhiêu nhỉ? Tăng lên 100 nhưng lại giảm đi 10, vậy nó sẽ cuối cùng nó sẽ tăng lên, đó là 100 này trừ đi 10 thì sẽ bằng 90 đơn vị kìa bạn. Đó, 100 trừ đi 10 là 90 đơn vị. Bây giờ thầy sẽ cùng với các em lấy một cái ví dụ cụ thể để các em hiểu hơn nhé. Đây thầy có ví dụ như thế này. Một số có ba hệ số mà số trăm lớn hơn 1 đúng không? Thầy cứ cho là số trăm là 2 đi chẳng hạn. Số chục ở đây là thầy cho là bằng 50 nhé. 52 đi chẳng hạn. Đây cho em dễ nhỉ. Đây trên nào. 252. Thế thì khi mà số hàng trăm tăng lên 1 thì ta sẽ có số nào nhỉ? Ta sẽ có số đó là số 300 này, số chục giảm đi 1, 342. Bây giờ mình sẽ đi đặt tính, đó là ta lấy số lúc sau trừ đi số lúc đầu, 342 chúng mình trừ đi cho số 252. Đó. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0 này. 4 không trừ được 5, ta lấy 14 trừ 5 bằng 9 này, viết 9 nhớ 1 này. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 2 hết này. Như vậy là 90, các em thấy chưa? Nó tăng thêm 90 đơn vị không? Đấy, tương tự các em lấy các ví dụ khác thì cũng ta được cái kết quả là cái số lúc sau nó sẽ nhiều hơn cái số lúc đầu là 90 đơn vị. Tức là số đó sẽ tăng thêm 90 đơn vị các em nhé. Mình sẽ ghi vào đây. Số đó tăng thêm 90 đơn vị. Kiếm thân mến, như vậy vừa rồi thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 11 và đây cũng là bài cuối cùng ở trong cái chuyên đề số 1 liên quan đến phần đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1.000 rồi các em ạ.